những điệu múa mang đậm nét truyền thống, phản ánh sống động đời sống tâm linh của người Dao, chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Trải qua bao biến cố của thời gian, cũng không làm mai một đi những giá trị tồn tại hàng ngàn năm trong những điệu múa nghi lễ của người Dao. Dân tộc Dao nằm trong nhóm ngôn ngữ Mông Dao. Ở Tuyên Quang có 9 ngành Dao. Căn cứ vào y phục, phong tục, tập quán, truyền thuyết, dân tộc mà 9 ngành Dao ở Tuyên Quang có tên gọi: Dao đỏ, Dao tiền, Dao áo dài, Dao quần trắng, Dao thanh y, Dao quần chẹt, Dao cóc mùn, Dao cóc ngán. Người Dao sinh sống ở tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh. Dù ở đâu và thuộc ngành nào, người Dao vẫn luôn tự hào về những điệu múa trong các nghi lễ truyền thống của dân tộc mình, như Tết Nhảy, lễ lập tịch, Tết Thanh Minh, lễ cấp sắc, cầu mùa. Cái phong tục múa trong cấp sắc ấy thì nó từ xa xưa rồi, truyền lại rồi, từ đời này truyền sang đời khác rồi. Cái mỗi một bài múa nó có mỗi cái ý nghĩa riêng. Đó là mình thống kê tất cả trong những cái đám này nó có cái gì, xong mình tâu lên Ngọc Hoàng. Đấy, như múa gà thì múa gà, ví dụ múa chén, múa gà, đấy, múa rồng. Đấy, nó có 4-5 tiết mục. Người Dao có hệ thống các nghi lễ phong phú và đa dạng. Theo quan niệm dân gian của người Dao, mỗi nghi lễ đều nhằm mục đích cầu mong sự che chở, ban phúc lộc của Ngọc Hoàng, các vị thánh thần và tổ tiên. Đây chính là môi trường hình thành những điệu múa truyền thống của dân tộc. Múa nghi lễ của người Dao được sử dụng kết hợp với các loại nhạc cụ như trống, thanh la, trũng chọe, chuông. Tuy nhiên, mỗi thể loại múa lại được sử dụng trong những nghi lễ và kết hợp với các đạo cụ nhất định, tùy theo môi trường diễn sướng. Khi lễ vật được chuẩn bị đầy đủ, thầy cúng khai đàn trước sự chứng kiến của bà con thôn bản. Trong nghi lễ của người Dao không thể thiếu bộ tranh thờ. Mỗi một dòng họ thường chỉ có một bộ tranh thờ, và người Dao không treo tranh hàng ngày trong nhà. Chỉ khi tiến hành nghi lễ, họ mới treo tranh thờ lên. Thực hiện lễ xong, lại cuộn tranh cất đi. Thông thường, bộ tranh thờ của người Dao là bộ tam thanh, gồm Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Những bức tranh thể hiện quan niệm của người Dao về vũ trụ, triết lý và mối quan hệ giữa cuộc sống với con người và vạn vật. Thì tức là cái chỗ đấy người ta sắp là cái chỗ để làm cái thủ tục đấy. Tức là lễ cấp sắc thì người ta phải cho cái tranh thờ đấy trình diện đấy, thì người ta phải múa trước cái chỗ đấy để có bát nhang. Tức là người ta sẽ làm một cái bát nhang đan bằng cái giỏ. Trước khi làm thì người ta gọi các thần thánh, ví dụ nhà thờ như ông thánh nào, ông tổ tiên về, như bên đạo bên ấy thì hai bên, một bên là tổ tiên, một bên là các thần thánh. Đấy, xuống để chứng giám đấy, mình làm những cái thủ tục ấy, cái lễ để cấp sắc cho cái thằng này chẳng hạn. Trong các điệu múa, người Dao thường cầm theo các đạo cụ tượng trưng cho công cụ lao động và sản xuất. Một tay còn lại sẽ cầm chuông để đánh nhịp, đồng thời kết hợp với các động tác nhún chân mềm mại, duyên dáng. Hầu hết các điệu múa của người Dao, chiếc chuông là nhạc cụ chính. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là loại nhạc cụ rất quan trọng của người Dao, chứa đựng sự linh thiêng. Cái chuông của dân tộc Dao này nó rất là linh thiêng. Xưa các cụ truyền lại ấy, chỉ có công việc thì mới được gõ thôi, không công việc cũng không được gõ đâu. Tức là mình có đình đám thì lại khái là mình cũng phải có trình diện hết, bảo gia chủ có này, các những cái đồ này để làm cái vật liệu để nhảy múa này, thì các cái đến lúc tức là các cụ làm ấy thì người ta cũng xếp hết đấy, xong người ta mới trình diện hết thì mới được làm ấy.
mới được gói. Bên cạnh tiếng chuông, những âm thanh của tiếng trống, chiêng, tù và cũng góp phần làm cho không khí linh thiêng trong mỗi buổi lễ của người Dao tăng lên gấp bội. Giữa không gian diễn sướng mang đậm tính sử thi hào hùng, các điệu múa như múa cờ, múa chuông, múa kiếm, múa rùa lần lượt diễn ra. Tất cả đều mang tính hình tượng rất cao, được thực hiện liên tục, khéo léo và tinh tế. Các động tác linh hoạt mô phỏng quá trình đón các vị thần linh về chứng giám, quá trình đấu tranh chống giặc, mưu sinh trên đất mới, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái trong từng gia đình. Mỗi bài nó có mỗi bài khác riêng. Đấy, như bài múa chén này thì đi cầu lộc, cầu các cái vì cho gia chủ, ví dụ lên rừng hái lượm này. Ví dụ lấy ngày xưa thì bỏ lên rừng lấy củi, lấy đuốc, săn bắn các cái hái lượm, nói chung là hái lượm để cho gia chủ tiền gạo các cái. Trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ, các điệu múa lặp đi lặp lại nhiều lần. Những câu hát, điệu nhảy huyền bí làm cho người xem có cảm giác mình đang được sống trong một thế giới khác. Một thế giới quá khứ và hiện tại đang giao hòa. Hầu hết bà con người Dao, ai cũng thuộc các điệu múa nghi lễ. Từ khi mới thôi nôi, họ đã được nghe tiếng chuông, tiếng trống. Khi trưởng thành, họ được xem người trong bản múa. Để rồi, mỗi điệu múa ăn sâu, bám rễ vào tư tưởng họ một cách tự nhiên và bền chặt. Điệu múa bát là của dân tộc Dao quần trắng, là cầu được mùa, được cơm no áo ấm, coi như là 8 người múa là coi như là 8 cái bát cơm, bao giờ muốn cũng dành cho 8 bát cơm đầy, mà ăn 5 bát vẫn còn để dành 3 bát. Có ý nghĩa là cầu cho mưa thuận gió hòa, luôn luôn được mùa, và vụ này đến vụ kia coi như là có lương thực để nuôi sống con người, để coi như bảo tồn con người mãi mãi. Mỗi năm là sang đến tháng 2 âm lịch là có cái lễ là cầu làng, là múa bát để cầu cho 8 bát cơm đầy. Hiện nay các điệu múa nghi lễ dần được mở rộng, không gian diễn sướng trở thành điệu múa cộng đồng, có thể trình diễn trên sân khấu hoặc lễ hội. Trong điệu múa, từng bước chân của những chàng trai, cô gái, người Dao có sự tập dượt kỹ lưỡng. Bước nhảy nhún, xoay vòng đều tăm tắp. Nhưng thực tế, không có sự chuẩn bị trước. Đội múa ban đầu chỉ có vài người là thầy cúng và những người lớn tuổi. Dần dần, cả trẻ con, phụ nữ và người nơi khác đến, dù không biết nhảy, cũng hòa vào để góp vui. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, hòa lẫn với tiếng hát báo dung của thầy cúng, tạo nên một không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần linh thiêng. Ngày xưa thì các điệu múa thì giữ chỉ có trong công việc thì mới sử dụng. Thì bây giờ kinh tế phát triển rồi, muốn giao lưu các dân tộc, các văn nghệ thì phát triển thì mình cứ đi giao lưu. Đấy, nhưng mà trước khi đi giao lưu cũng xin phép đàng hoàng là mới đi ấy. Cuộc sống vẫn luôn biến động không ngừng, nhưng đồng bào dân tộc Dao vẫn lưu giữ được nét văn hóa đặc sắc. Những nghệ nhân, người lớn tuổi ở bản làng người Dao vẫn miệt mài truyền lại những điệu múa cổ, đã gắn bó với đời sống tinh thần của bà con dân bản từ bao đời. Vì cái bản sắc, cái văn hóa của cái dân tộc Dao Tiền này cũng phải được luôn luôn để mà lưu giữ, mà phát triển. Cho nên là truyền dạy cho là con cháu là mai sau là phải biết làm những cái công việc như thế này. Trong bối cảnh cuộc sống ngày một hiện đại, việc lưu giữ và truyền dạy cho các thế hệ sau không phải là hành trình dễ dàng. Nhưng với sự nỗ lực, hy vọng trong những người trẻ luôn có những người yêu thích những điệu múa cổ truyền của người Dao, trở thành ngọn lửa, tiếp theo thắp sáng nhiều ngọn lửa khác để dòng chảy văn hóa dân tộc của đồng bào Dao được lưu truyền mãi không ngừng.
thanh âm nhạc cụ truyền thống cùng những điệu múa nghi lễ như hư như thực đã làm bừng tỉnh, lay động cả bản làng. Không phải ngẫu nhiên mà điệu múa nhuốm màu sắc tâm linh lại được cộng đồng người Dao nối truyền nhau, gìn giữ, vượt xa không gian tín ngưỡng. Các điệu múa tín ngưỡng là trang sử thi bất tận của người Dao và là sợi chỉ đỏ gắn kết cộng đồng dân tộc họ qua bao đời.